Mời quý vị cập nhật các thông tin nổi bật khác trong ngày của thị trường Việt Nam. Thưa quý vị, EU lại vừa tăng tần suất kiểm tra đối với trái cây, rau củ nhập khẩu từ Việt Nam do phát hiện thêm các lô hàng có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, phía EU đã tăng tần suất kiểm tra trái cây, cụ thể là quả thanh long của Việt Nam lên 20%. Đồng thời, các mặt hàng rau củ khác như rau mùi, ớt ngọt, húng quế, húng bạc hà, cần tây, đậu bắp, tần suất kiểm tra cũng được tăng lên 50%. Nguyên nhân là do EU tiếp tục phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức cho phép trong các lô hàng rau quả nhập khẩu từ Việt Nam. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản, Thủy Sản cho biết đã điều tra nguyên nhân và hướng dẫn doanh nghiệp cách khắc phục lỗi sai. Cục này cũng đã đề nghị bên phía EU hỗ trợ giúp Việt Nam nâng cao năng lực kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và từng bước gỡ bỏ mức kiểm tra cao mà EU đang áp dụng đối với rau quả Việt Nam. Việt Nam năm nay tiếp tục tăng thị phần hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Điều này được dự báo sẽ tác động không nhỏ đến việc xuất khẩu dệt may của các nước Trung Mỹ và buộc các nước này phải tính đến những chiến lược cạnh tranh mới. Năm 2015, Việt Nam đã vượt qua doanh số của Trung Mỹ về xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ, thị trường tiêu thụ các mặt hàng này lớn nhất thế giới. Xuất khẩu của Việt Nam ở ngành hàng này chiếm thị phần 11,48% so với mức 11,26% của tất cả các nước Trung Mỹ gộp lại. Trước tình hình này, các nước Trung Mỹ đang gấp rút xây dựng một chiến lược với mục tiêu đẩy mạnh năng lực cạnh tranh về hàng thời trang chuyên biệt và tận dụng ưu thế về địa lý gần Mỹ. Nhưng trong tương lai, Việt Nam tiếp tục sẽ có thêm ưu đãi về thuế xuất khi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP có hiệu lực, và điều này chắc chắn sẽ giúp cho thị phần xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Ngành nhựa Việt Nam mặc dù có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng giá trị gia tăng lại khá thấp. Đây là nhận định được Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam đưa ra tại hội thảo về xu hướng phát triển ngành nhựa Việt Nam và thế giới năm 2016, vừa diễn ra vào ngày 2 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hồ Đức Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết, tốc độ phát triển ngành nhựa Việt Nam năm 2015 đạt mức 14-16% một năm, vượt xa mức tăng trưởng trung bình của thế giới chỉ 10%. Nhu cầu sử dụng nhựa trong dân cũng đang có chiều hướng tăng. Nếu là năm 2010, một người Việt Nam sử dụng 33kg nhựa một năm, thì đến năm 2015, con số này là 41,3kg. Tuy nhiên, ngành nhựa Việt Nam lại mang về giá trị không cao khi hai lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp nhất là nhựa bao bì và nhựa gia dụng lại chiếm tỷ trọng cao, lần lượt 37,43% và 29,26%. Còn nhựa kỹ thuật có giá trị gia tăng cao nhất trong ngành thì chỉ chiếm tỷ trọng hơn 15%. Thị trường nhựa Việt Nam tăng trưởng rất mạnh trong những năm qua, nhưng tôi nghĩ các doanh nghiệp nhựa Việt Nam cần nỗ lực giảm tỷ trọng nhóm hàng cho giá trị thấp và tăng ngành hàng cho giá trị cao để có thể cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Để làm được điều này, ông Ringling cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn cho máy móc hiện đại, công nghệ cao. Và hội chợ K2016, hội chợ quốc tế chuyên ngành nhựa và cao su diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 10 tới đây tại Düsseldorf, nước Đức, sẽ là cơ hội để ngành nhựa Việt Nam tiếp cận với những máy móc và công nghệ tối tân nhất của ngành nhựa thế giới. Và bên lề buổi hội thảo về xu hướng phát triển ngành nhựa của Việt Nam và thế giới, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Đức Lam, là Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, quanh những cơ hội trước thềm hội nhập khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, cũng như những thách thức cạnh tranh gay gắt trên thị trường trong nước và thế giới. Dạ, xin chào ông ạ. Trước hết thì ông có thể chia sẻ về cái tiềm năng của thị trường nhựa Việt Nam, cũng như là cái vị trí của ngành nhựa Việt Nam hiện nay ở trên thế giới, như trong khu vực. Hiện nay ngành nhựa Việt Nam thì có hơn 2.200 doanh nghiệp với hơn 200.000 lao động. Hiện nay cái tốc độ tăng trưởng bình quân một năm thì khoảng từ 14 đến 16% một năm, và xuất khẩu thì tăng trưởng 14% một năm. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái ngành có cái tốc độ tăng trưởng khá cao so với các cái ngành khác của Việt Nam. Dân số hiện nay của Việt Nam chúng ta thì trên 90 triệu người, và dân số là dân số trẻ, do đó cái mức tiêu dùng hiện nay đang rất là cao. Vừa rồi thì ông có chia sẻ là cái số lượng nhựa tính bình quân đầu người của người Việt Nam thì thấp hơn nhiều so với lại các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Thì ông có thể giải thích rõ hơn về cái con số này hay không ạ? Ý nghĩa của nó như thế nào? Là người ta đánh giá là cái mức độ cái sản phẩm nhựa được sử dụng trong cái xã hội như thế nào, và cái đó để đánh giá cái việc chuyển đổi từ cái sản phẩm sử dụng các cái loại nguyên liệu khác sang cái nguyên liệu là ngành nhựa. Như chúng ta đã biết thì hiện nay ngành nhựa, sản phẩm của ngành nhựa dần dần thay thế dần cho các loại nguyên liệu khác, bởi nó có cái giá rẻ hơn so với các loại nguyên liệu khác. Cái thứ hai là đây là không phải là một cái ngành mà phải khai thác về mặt tài nguyên, do đó nó sẽ không ảnh hưởng nhiều về vấn đề về môi trường. Cái thứ ba là do nó được sản xuất với số lượng lớn, bởi vì cả thế giới người ta đang chuyển dần cái việc sử dụng các cái nguyên liệu khác, ví dụ như là gỗ hay là kim loại hay là nhôm.
các lĩnh vực khác dần sang cái kim loại về nhựa, tức là sản phẩm về nhựa. Và đó là cái lý do tại sao mà người ta đưa ra cái con số so sánh cái việc sử dụng nhựa trên đầu người của từng nước để thấy rằng là cái việc thay thế đó của từng nước nó như thế nào. Nói về cái việc cạnh tranh thì ông cũng nói là đa số các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ đang tập trung cho cái ngành nhựa mà cho cái giá trị gia tăng nó khá là thấp. Như vậy thì hiện nay chúng ta có phải đối mặt với một sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm nhựa trên thế giới cũng như là đặc biệt là từ Trung Quốc hay không? Thì hiện nay ngành nhựa là một trong những ngành đang có cái sức cạnh tranh khá tốt với các cái sản phẩm nhập khẩu. Nên chúng ta thấy là trong các cái siêu thị hiện nay và các cái thị trường tiêu thụ các cái mặt hàng của nhựa thì chúng ta thấy rằng là các cái sản phẩm ngành nhựa được sản xuất từ Việt Nam đang chiếm lĩnh thị trường rất là nhiều và gây gần như là một cái ngành mà cũng có đủ sức để cạnh tranh với các cái nhà sản xuất khác ở trên thế giới cũng như là các nước ở trong khu vực, ngay cả đối với Trung Quốc. Ông cũng có nói là cái ngành nhựa Việt Nam, cái nguyên liệu mình cần hiện nay là vào khoảng 4 triệu tấn một năm, trong khi mà cái nguyên liệu của Việt Nam mới đáp ứng được khoảng 1 triệu tấn một năm, còn lại là nhập khẩu. Như vậy thì với việc là Việt Nam chuẩn bị gia nhập TPP trong thời gian tới thì ngành nhựa Việt Nam mình có thể tận dụng được cái ưu thế từ TPP không, khi mà cái nguyên liệu thì chủ yếu là nhập khẩu? Chắc chắn là sẽ tận dụng được cái phần TPP. TPP người ta chỉ đưa ra vấn đề là anh phải chứng minh cái nguồn gốc sản xuất ở tại Việt Nam, chứ không yêu cầu là phải chứng minh rằng là cái nguyên liệu đó phải sản xuất tại Việt Nam. Do đó cái việc nhập khẩu nguyên liệu vào thị trường Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam vẫn được hưởng toàn bộ cái quyền lợi của TPP ở tại Việt Nam khi chúng ta xuất hàng đi ra trên thế giới. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta phải phụ thuộc vào cái đầu vào trong một ngành sản xuất thì không ai muốn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là để triển khai cái ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu đầu vào thì đòi hỏi phải có một cái vốn đầu tư rất là lớn, tính vào hàng tỷ đô la. Và nếu mà chúng ta để ý trên báo đài hiện nay thì một số cái dự án lớn của chúng ta đều đang phải dừng lại hết. Ví dụ như ở Quy Nhơn, ở Vũng Tàu thì hiện nay những dự án trên 3 tỷ đô đều đang phải dừng lại. Bởi vì các cái đối tác hiện nay họ cũng đang gặp khó khăn do cái chuyện là giá dầu đang bị giảm, gần như là các cái dự án đang dừng lại. Và như vậy thì cái kế hoạch đưa ra trong cái định hướng phát triển của ngành đến 2025 để làm sao tạo ra cái nguồn nguyên liệu được sản xuất ở Việt Nam hiện nay sẽ tiếp tục lại không thực hiện được. Đối với lại cái hội chợ cây của Đức tổ chức vào tháng 10 tới thì ông có kỳ vọng gì về việc là Việt Nam có thể, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được những gì từ hội chợ này? Trong cái hoạt động của Hiệp hội Nhựa Việt Nam hiện nay, chúng tôi luôn luôn phân tích về cái việc là các cái ngành hàng đem lại giá trị tăng cao và cái ngành hàng sẽ phát triển trong tương lai, và đó là một cái phát triển mang đem lại cái giá trị cho các doanh nghiệp. Thì một trong những cái việc đó là chúng tôi vừa đặt là làm sao đẩy mạnh cái sản phẩm ngành nhựa trong cái ngành nhựa kỹ thuật cao, và muốn để làm được cái ngành đó thì chúng ta phải đầu tư về công nghệ và về thiết bị. Thì cái hội chợ ca phê ở Đức là một trong những cái địa điểm tốt nhất hiện nay để các cái doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể qua đó tìm hiểu được về các cái công nghệ mới nhất, các cái xà máy móc thiết bị mới nhất cũng như các cái loại nguyên liệu để phục vụ cho cái ngành nhựa kỹ thuật cao. Dạ, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Vừa rồi là những hình ảnh hết sức đẹp mắt được ghi nhận tại rạn san hô Great Barrier của Úc, rạn san hô lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, giới chức Úc đang nhận ra rằng rạn san hô này đang phải đối mặt với nguy cơ san hô bị tẩy trắng hàng loạt, hiện tượng san hô chết do biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực đến môi trường. Tiếp tục bản tin, thưa quý vị, nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, tập đoàn Lotte đã tổ chức chương trình giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Ước tính chương trình đã thu hút được khoảng 20 doanh nghiệp Hàn Quốc và 120 doanh nghiệp Việt Nam tham gia.
Đoàn 20 doanh nghiệp của Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực như da giày, túi sách, mỹ phẩm, đồng hồ, quần áo thời trang, phụ kiện, thực phẩm hữu cơ, nội thất gia đình. Đây đều là các mặt hàng có thể xuất hiện tại các trung tâm thương mại lớn. Đại diện Lotte Mart cho biết, chuyến đi này của các doanh nghiệp nhằm tiếp xúc trực tiếp với các nhà mua hàng của Việt Nam, qua đó nắm bắt nhu cầu thị trường. Ngoài ra, trong đoàn cũng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn tìm nguồn cung cấp hàng hóa từ Việt Nam. Qua những sự kiện như thế này, các doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp Việt Nam có thể giao lưu lẫn nhau, không chỉ giới thiệu các mặt hàng của Hàn Quốc, chúng tôi cũng mong đây là cơ hội tốt để tìm kiếm nguồn cung hàng hóa từ Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam gặp nhau và trao đổi những sản phẩm tốt nhất. Nên thông qua chương trình này, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận với những sản phẩm có chất lượng đảm bảo. Và ngược lại, phía Hàn Quốc có thể tìm hiểu các sản phẩm tốt từ Việt Nam và giới thiệu sang thị trường Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê, trong năm 2015, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với năm 2014. Đặc biệt, cuối năm 2015, hai bên đã phê chuẩn hiệp định thương mại tự do song phương. Trong mối quan hệ giao thương hai nước, Lotte đóng vai trò khá tích cực. Khoảng 5 năm trở lại đây, tập đoàn này duy trì việc lựa chọn các nhà cung ứng tại Việt Nam để sang triển lãm tại hệ thống Lotte Hàn Quốc và Indonesia. Bayern Munich đã bất ngờ thất bại ngay trên sân nhà trước câu lạc bộ Mainz 05 ở giải Bundesliga, thay cho huấn luyện viên Pep thắng lợi bất ngờ 2-1 trước đương kim vô địch giải. Đối với Bayern thì trận thua này đã cắt đứt mạch bất bại trong 3 tháng liền của câu lạc bộ. Đương kim vô địch giải Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray vừa bị Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ra lệnh cấm tham dự các cúp châu Âu 1 năm do vi phạm đạo luật công bằng tài chính của câu lạc bộ. Cụ thể, đội bóng này đã chi đến hơn 177 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 mùa gần nhất, qua đó vi phạm đạo luật. UEFA cũng cho biết thêm, trong kỳ chuyển nhượng vừa qua thì câu lạc bộ đã không có biện pháp nào để giảm thiểu phần chi ra quá lớn của đội. Vì thế, họ buộc phải thực thi đạo luật để đảm bảo tính công bằng cho các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Đạo luật công bằng tài chính được đưa ra nhằm thắt chặt việc chi tiêu quá đà của các câu lạc bộ đại gia ở châu Âu. Guillermo Barros Skeloto đã được Boca Juniors bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên của câu lạc bộ. Ngay lập tức, vị huấn luyện viên này sẽ phải chịu áp lực lớn khi đội sẽ gặp hai đối thủ là Racing Club và River Plate trong vòng 2 tuần liên tiếp. Barros Skeloto được xem là ngôi sao của Boca Juniors khi ông còn thi đấu và huấn luyện viên này đã ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ có thời gian là 18 tháng. Ngoài ra, khi được bổ nhiệm, ông cũng sẽ được người anh em song sinh là Gustavo hỗ trợ trong vai trò trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ. Ở giải La Liga, thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane vừa có được 3 điểm ở vòng 27 khi đánh bại Levante với tỷ số 3-1. 4 ngày sau thất bại trong trận derby Madrid, Real lấy lại niềm tin ở người hâm mộ bằng bàn thắng ở phút thứ 34. Ronaldo chính là người lập công trên chấm 11m để giúp cho Real vươn lên dẫn trước. 4 phút sau đó, may mắn tiếp tục mỉm cười với đội khách khi thủ môn Marino cản phá thiếu dứt khoát khi để chạm bóng phản lưới nhà. Levante có bàn rút ngắn tỷ số phút thứ 39, tuy nhiên Isco cũng đã nổ súng trong hiệp 2 để khép lại chiến thắng 3-1 cho đội khách. Trong phần tin thế giới tiếp sau đây, xin mời quý vị cập nhật các thông tin nổi bật. EU sẽ cung cấp 700 triệu euro giúp các nước châu Âu giải quyết các vấn đề về di cư. Brazil tuyên bố đã kiểm soát được dịch Zika trước thềm Olympic.